Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lệ Hoa. Tập 79, chương 781, chân tướng điếc tai, 1. Đội ngũ tiêu sư chậm rãi rời đi. Tống Du đang muốn xuống núi, vừa mới bước được một bước, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía một hướng khác. Nơi đó có cỗ xe ngựa đang chậm rãi chạy tới. Phía trước xe ngựa có hai người, phía sau cũng đi theo hai người, mặc dù chỉ mặc áo choàng vải, nhưng đều là nam tử thể trạng cao lớn. Khí huyết tràn đầy, so với cao thủ trong đội tiêu cục trước đó càng tăng lên ba phần, một bên lưng đeo đao kiếm bình nước, một bên khác treo túi cung ống tên, nếu không phải mặc quan bào, thì chính là trang phục thường thấy của một võ quan và người hầu hạ ở Trường Kinh. Xe ngựa ở giữa lớn hơn xe ngựa bình thường mấy phần, không có bất kỳ biểu tượng thân phận và địa vị gì được trang hoàng, chỉ là vải dầu bình thường để cho Tống Du thấy quen thuộc làm sao. Tống Du nhíu mày, bỗng nhiên đối phía dưới thổi một hơi. Hô, trên đường núi nhất thời thổi tới một trận gió nhẹ. Cơn gió này mười phần nhu hòa, cũng không cát bay đá chạy, cũng không có hàn ý nồng đậm, chỉ là gợi lên cây cỏ trong núi, thổi đến tóc của võ nhân, cũng nhấc lên màn tre của xe ngựa. Bên trong có hai người ngồi, một tỳ nữ trẻ tuổi, một nữ tử nhìn chừng 50 tuổi. Chính là công chúa Trường Bình. Tống Du trầm mặc một chút, rồi cất bước xuống dưới. Xe ngựa của công chúa Trường Bình đi vòng quanh ngọn núi, thời điểm đi đến bên này, chỉ thấy một đạo nhân đứng bên cạnh trên quan đạo. Một con ngựa đỏ thẫm, bên chân còn đứng lấy một con mèo tam hoa ngửa đầu nhìn loạn khắp nơi. Phía trước hai tên hộ vệ liếc nhau, cảnh giác nhưng cũng không có hành động hấp tấp. Một bên tiếp tục đi tới, một bên liếc mắt nhìn chằm chằm Tống Du. Tống Du biết được bọn họ khẩn trương, thế là cũng không hành động hấp tấp, chỉ chờ xe ngựa đi đến một khoảng cách dễ dàng cho nói chuyện nhưng cũng đầy đủ an toàn. Mới đưa tay hành lễ, lại dẫn đầu tự giới thiệu, tại hạ họ Tống tên Du, đạo nhân Giật Châu, từng đã cùng công chúa gặp mặt một lần, hữu lễ. Một tiếng quát lên, xe ngựa nhất thời dừng lại. Hai tên hộ vệ phía trước lập tức đưa tay, nắm lấy cán kiếm ở thắt lưng, hai tên thị vệ phía sau cũng đi lên phía trước. Đứng ở một bên trái một bên phải của xe ngựa, tháo cung tiễn, bảo vệ xe ngựa, cũng nhìn chằm chằm đạo nhân. Không được vô lễ, trong xe ngựa nhất thời truyền ra một âm thanh. Sau đó xoát một tiếng, màn xe bị xốc lên, là công chúa tự mình xốc lên. Công chúa với khuôn mặt vốn đã lộ ra vẻ già nua ra bên ngoài xem xét, bỗng nhiên sững sờ một chút. Dường như nhớ tới ngày ấy ra kinh gặp qua đạo nhân nhưng lại không nhận ra. Qua một chút mới vội vàng xuống xe ngựa, cuối cùng dẫm lên bãi cỏ với sự hỗ trợ cung kính của người đánh xe. Sau đó tranh thủ tay từ trên tay người đánh xe ngựa rút trở về, cũng vội vàng thi lễ với đạo nhân, đúng là Tống tiên sinh. Hữu lễ, không nghĩ tới lại gặp được công chúa ở chỗ này. Thiếp thân đã sớm bị giáng xuống thành thứ dân, không phải công chúa. Trường Bình công chúa lắc đầu, duy trì tư thế hành lễ bất động, tiếp tục nhìn về phía đạo nhân, cùng với ngựa đỏ thẫm và mèo tam hoa bên cạnh hắn. Thiếp thân từ sớm tại Trường Kinh đã đối với tiên sinh ngưỡng mộ không thôi, sớm muốn đi qua bái phỏng tiên sinh. Lại nghe Tống tiên sinh trời sinh tính mờ nhạt như dã hạc nhàn vân, sợ nhất bị người đến quấy rầy, thế là chưa từng thấy đến chân dung của tiên sinh. Thẳng đến lúc này thiếp thân rời khỏi Trường Kinh vẫn là một trong tiếc nuối lớn nhất của thiếp thân. Lại không nghĩ rằng, thiếp thân trước đây ở ngoài thành Trường Kinh may mắn gặp qua tiên sinh một lần, đáng tiếc thiếp thân đôi mắt vụng về. Lại không biết chân dung của tiên sinh, càng không nghĩ đến sẽ tại Nghiêu Châu cách Trường Kinh xa như thế nhìn thấy tiên sinh, quả thật là có phúc ba đời. Một đoạn lời thoại rất dài, nói được rõ ràng mà êm tai. Lần trước gặp mặt tại hạ không có dẫn theo ngựa, đồng nhi bên cạnh cũng hóa thành hình người, cùng với truyền ngôn không hợp. Người Trường Kinh nhiều như vậy, công chúa đã chưa từng gặp qua ta, không nhận ra cũng rất bình thường. Nếu sớm có thể được thấy tiên sinh thì tốt. Trường Bình công chúa nói đến đây nhịn không được thở dài. Nghe nói công chúa bị giáng chức đến huyện An Dân, tại sao lại đến nơi đây? Tống Du không hiểu hỏi. Nghĩ đến tiên sinh cũng biết, thiếp thân một khi đến An Dân, cuối cùng sẽ không thể rời khỏi nơi đó. Trường Bình công chúa lắc đầu mỉm cười, không có đắng chát, không có tiếc nuối, mười phần bình tĩnh, Nghiêu Châu này chỉ mới nóng vào tháng 2.
tựa như là một cái nóng như thiêu đốt, luôn luôn có chướng khí trùng điệp, mà Phong Châu này đã là tháng 2 lại còn hàn khí bức người, có lẽ là thiếp thân lớn tuổi. Mỗi đêm đều muốn bị đông lạnh tỉnh, đoạn đường này đi tới chắc hẳn hao tổn hơn phân nửa thọ nguyên quãng đời còn lại, dù cho đến An Dân, chỉ sợ cũng không sống được bao lâu. Ngẫm lại mình vì Đại Yến vất vả hơn nửa cuộc đời, thay bệ hạ trị quốc an định, ngoại trừ tham mộ Dương Đô phồn hoa, lúc tuổi còn trẻ xuống Dương Châu tẩm lạc mấy lần. Còn không có nhìn qua non sông vĩ đại này, vì vậy đã chuẩn bị cho các quan viên trên đường đi, nghĩ thừa dịp lần này bị giáng chức, xem thật kỹ một chút quốc thổ Đại Yến ta. Thì ra là thế. Tống Du gật gật đầu, ngẫm lại mới nói với nàng, nói đến tại hạ lần này xuôi nam, còn cùng Vãn Giang cô nương Hạc Tiên Lâu kia đồng hành qua một đoạn, sau cùng phía trước tách ra, tại hạ đến Trịnh Khê. Mà nàng thì đi đến huyện An Dân nơi công chúa vốn nên đến để bái phỏng công chúa, nói lần trước công chúa đi quá vội vàng, không có tiễn biệt công chúa thật tốt cho nên muốn đi thăm viếng công chúa. Vãn Giang, công chúa sững sờ, sau đó vẻ mặt phức tạp, có chuyện gì sao? Tống Du thẳng nhìn chằm chằm nét mặt của nàng. Chương 782, chân tướng điếc tai, 2. Ai? Công chúa không khỏi thở dài, vẻ mặt có cảm động, lại hổ thẹn day dứt. Lúc trước ta chỉ là cứu nàng một mạng, nhưng 10 năm qua, ta lại ỷ vào nàng rất rất nhiều. Cho dù là ân cứu mạng, e rằng đã báo đáp từ nhiều năm trước, nhưng nàng một mực không có lời nào oán giận. Ta đã nói, nếu ta đại sự có thể thành, liền phong nàng là thần linh, sau cùng cũng không thể thành, không nghĩ tới nàng còn nguyện ý đến tiễn ta. Công chúa nói xong không khỏi cảm thán một câu, những năm này thật sự là làm khó nàng, chính là ta mắc nợ nàng, phần tình nghĩa này, ta lại như thế nào nhận được à? Tống Du thu hồi ánh mắt, lại trầm mặc, hắn mới mở miệng, không biết công chúa lúc ấy là thế nào gặp được nàng, lại là làm sao cứu được nàng. Ồ. Công chúa không khỏi sững sờ một chút, người bình thường có lẽ nghe không ra được gì, nhưng nàng nghe xong, lại là nháy mắt liền phát hiện đến không đúng, tiên sinh vì sao muốn hỏi như vậy. Công chúa không trả lời cũng không sao. Tống Du nói, chỉ là ta tình cờ đi ngang qua đây, gặp được công chúa, trong lòng có nghi hoặc, cho nên mới hỏi à. Nghe nói Phục Long Quan là chi đỉnh nhân đạo, Đại Yến ta cũng là có Phục Long Quan giúp đỡ thành lập thiên hạ, thiếp thân đi được cách Quỷ Môn Quan cũng không xa. Càng rời triều đình Trường Kinh xa hơn, tiên sinh muốn hỏi bất cứ chuyện gì, thiếp thân tự nhiên đều không có đạo lý không trả lời. Trường Bình công chúa đầu tiên là cho thấy lập trường cùng với thái độ, sau đó mới lên tiếng, năm đó ta còn trẻ, tham mộ Dương Đô phồn hoa, vì vậy đã đến Dương Châu. Lúc ấy Tư Mã Dương Châu đang cử hành một trận săn bắn bên ngoài thành, không ít danh lưu cùng hoa khôi nơi đó đều trình diện, Tư Mã Dương Châu mời ta đi quan sát và chơi cùng nhau, ta liền đi. Săn bắn, trên núi ngoài thành, sơn dã không cao. Trường Bình công chúa nói, có một lang quân nổi danh bắn trúng một con thỏ, cung tiễn bắn trúng chân sau của thỏ, nhưng mà con thỏ kia 10 phần linh tính. Sau khi bị tóm, vậy mà không ngừng hướng về mọi người chắp tay thở dài, giống như là đang cầu xin tha mạng. Tiểu lang quân này cảm thấy thú vị, liền chờ lệnh đến trước mặt ta. Để dâng cho ta, con thỏ này quả nhiên như hắn nói, một mực chắp tay thở dài, sau khi vừa thấy được ta liền quay người chắp tay thở dài đối với ta. Ta lúc ấy liền biết được, nó đã mở linh trí, đắc đạo thành tinh. Mời tiếp tục. Vẻ mặt của Tống Du đã trầm xuống. Công chúa đánh giá hắn, lời nói cũng không ngừng, dù yêu nhân khác nhau, nhưng dù sao tu hành không dễ. Một con thỏ coi như thành tinh lại có thể có bao nhiêu nguy hại, cộng thêm thấy nó điềm đạm đáng yêu, liền sai người thưởng cho tên tiểu lang quân kia đưa nó đổi tới. Tốn thời gian mấy ngày chữa khỏi vết thương cho nó, mới thả nó rời đi, nơi nào nghĩ đến nhiều năm về sau, nó lại tìm trở về, muốn báo đáp ta. Cứ như vậy, không dám lừa gạt tiên sinh, chuyện này lúc ấy cũng đã không ngừng truyền đi tại Dương Đô. Cũng chỉ đi qua chừng 20 năm, nếu như tiên sinh có hứng thú thì đi đến Dương Đô nghe ngóng, liền biết thật hay giả. Tống Du ánh mắt lấp lóe, lộ ra nụ cười. Chuyện tới lúc này, trong lòng dâng lên trước hết nhất chính là kinh ngạc thán phục. Thật sự là giỏi tính toán. Công chúa Trường Bình nhìn thấy lại không biết vì sao, chỉ ân cần hỏi han, tiên sinh, thế nhưng là có vấn đề gì? Vãn Giang cô nương ở Hạc Tiên Lâu không phải con thỏ, mà là con hồ ly, bát vĩ yêu hồ thọ nguyên, mấy trăm năm, ngàn năm đạo hạnh, là một đại yêu hiếm có trên thế gian. Âm thanh bình tĩnh của đạo nhân truyền đến, nhưng giọng nói bình tĩnh này lại dấy lên một làn sóng quái dị trong lòng công chúa Trường Bình.
bên tai gần như là một tiếng ầm vang. Không phải con thỏ mà là hồ ly. Bát vĩ yêu hồ, mấy trăm năm thọ nguyên, ngàn năm đạo hạnh. Mỗi một câu nói đều như sấm sét ở bên tai nàng. Đây có phải là con thỏ nhỏ màu xám mà chính mình đã cứu ở Dương Đô suýt bị bắn chết bởi cung tên không? Là con thỏ tinh đến Trường Kinh báo ân ngoại trừ một thân cầm nghệ không còn nửa điểm pháp lực nào sao? Chẳng trách mình đưa ra ý định muốn đi bái phỏng vị tiên sinh trước mặt này, nàng lại nói hắn trời sinh tính mờ nhạt. Không thích nhất là những ân tình tới lui này, phiền nhất bị người khác quấy rầy, không để cho mình đi. Mà nàng hiện tại lại đi an dân, thăm viếng chính mình. Công chúa Trường Bình bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu, thân thể lung lay, kém một chút đứng không vững, suýt nữa té ngã trên đất. Người đánh xe ngựa liền vội vàng đỡ lấy nàng, trước mặt truyền đến âm thanh của đạo nhân. Công chúa chớ có sợ hãi, con hồ ly kia trời sinh tính như thế nào còn khó nói, nhưng nàng mười phần thông minh, dù cho đi bái phỏng công chúa, cũng sẽ không làm gì đối với công chúa. Mà theo ta suy đoán, nàng nói đi bái phỏng công chúa chỉ là một cái lý do thoái thác để ứng phó với chúng ta, nàng căn bản không có đi, cũng sẽ không đi. Coi như nàng từng có tâm mưu hại công chúa, chuyện cho tới bây giờ chuyện này cũng không có ý nghĩa, công chúa đều có thể gối cao không lo. Công chúa Trường Bình lúc này đang ở trạng thái hoảng hốt, nghe giọng nói của hắn vô cùng thất thường. Một chút giống như là vang lên ngay tại bên tai, một chút lại giống là từ chỗ rất xa truyền đến, thậm chí mang theo tiếng vang. Đáng thương nàng cả đời tinh thông tính toán và mưu lược, từng một tay đem phụ thân của mình nâng lên hoàng vị, trước quốc sư, một người nắm giữ triều chính. Tạo nên thịnh thế như vậy, sau đó mưu đồ hoàng vị, tuy nhiên thất bại, nhưng cũng bất quá là thua với hoàng đế, quốc sư còn có lễ pháp của thiên hạ mà thôi. Điều này nhiều nhất khiến nàng tiếc nuối, tuyệt không khiến nàng thất vọng, làm sao tưởng tượng nổi, mình lại bị một con yêu quái lừa gạt 10 năm mà không hề hay biết. Đa tạ công chúa đã nói cho ta biết, Nghiêu Châu trời nóng, còn mời công chúa bảo trọng thân thể, cáo từ. Đợi đến khi công chúa kịp phản ứng, đạo nhân đã đi xa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 783, mời chư vị giúp ta trở về. 1. Hồ yêu này thật sự là không được. Bản thân có bản lĩnh ẩn nấp cực kỳ lợi hại, dù là thần linh đầy trời, có thể nhìn thấu được nàng, đoán chừng cũng không có mấy vị, cũng cần phải cẩn thận phân rõ mới được. Cho dù Tống Du vốn là tu tập linh pháp bốn mùa, khi sử dụng linh lực thanh minh tất cả mọi thứ đều được hiển hiện, cũng không cách nào nhìn thấu nàng, thật vừa lúc gặp phải thanh minh mới được. Tính cả mấy thế hệ của Phục Long Quan, có thể nhìn thấu nàng, đoán chừng cũng không có mấy vị. Ngay cả như vậy nàng như cũ thiết lập cho mình rất nhiều thân phận. Có công chúa vì nàng ứng phó phàm nhân, nếu những người tu hành, giống như là quốc sư đoán ra nàng không phải người. Nàng liền nói mình là tiên bên trong đàn, nếu như ngay cả điều này quốc sư cũng không tin, nàng chính là con thỏ tinh được công chúa cứu. Dù là Tống Du mượn nhờ thiên thời, liếc một chút nhìn thấu nàng là con hồ ly, theo lý mà nói, đoạn thời gian kia cũng là một đoạn thời gian nguy hiểm nhất của nàng ở Trường Kinh. Khoảng cách với bại lộ chỉ có cách xa một bước, nhưng mà nàng như cũ thong dong tự nhiên đợi ở Trường Kinh. Thậm chí chủ động đến bái phỏng đạo nhân, tới kết giao, chỉ là ngăn cản công chúa tới gặp Tống Du. Nàng đã không phải là con thỏ năm đó vậy nên. Ở Trường Kinh 10 năm, vì công chúa sưu tập tình báo, tất nhiên cũng không phải vì báo ân. Như vậy, mục đích của nàng, mưu đồ của nàng, Nghiệp Sơn. Mưu đồ của con hồ ly này, giống như với quốc sư. Tống Du đến tối hôm qua đã biết được mưu đồ của quốc sư, cũng hoài nghi hồ ly có liên quan gì đó. Đến sáng hôm nay vốn là quyết định muốn quay trở lại Nghiệp Sơn, trùng hợp gặp được công chúa, ngược lại là sớm chứng thực hồ ly một mực đang âm thầm nhìn trộm. Tống Du thần sắc ngưng trọng, một tay nâng lên, bên trong liền có mấy đạo linh lực, ngoại trừ một đạo xanh trắng, hai đạo xương tuyết, còn có một đạo vàng óng ả sáng ngời như mặt trời. Chim yến không nói gì tự hiểu, bay tới. Lúc này trên đường trở về, nhất định có rất nhiều tiểu yêu tiểu quỷ, hoặc xa hoặc gần nhìn trộm, cần phải mời ngươi tốn nhiều sức hơn, giúp ta một chút. Tống Du đối với chim yến nói xong, lại nhìn về phía Tam Hoa Nương Nương, cũng mời Tam Hoa Nương Nương phát huy pháp lực thần thông của mình. Phối hợp với chim yến, giúp ta nhổ những trạm gác ngầm yêu quỷ này, đừng để chúng nó kịp báo tin. Yến An nhất định dốc hết toàn lực, Tam Hoa Nương Nương cũng dốc hết toàn lực.
Tuy nhiên còn không biết những tiểu yêu tiểu quỷ này phải chăng hại người, phải chăng sát sinh, chỉ đánh ngất xỉu là được, chớ có thương tổn đến tính mạng của chúng nó. Chúng ta phải đi nhanh lên. Tống Du sau cùng nhìn về phía ngựa đỏ thẫm, vuốt ve cổ của nó, nói với nó, chưa hề cưỡi qua trên lưng ngươi, nhưng cũng phải mời ngươi giúp một chút. Phốc, ngựa đỏ thẫm chỉ là phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sau một lát, trong núi gỗ sam thẳng tắp thành rừng, chính giữa một đầu quan đạo uốn lượn, trên lưng ngựa gầy lùn đỏ thẫm chở theo đạo nhân. Lại chạy như gió, quần áo hay sợi tóc của đạo nhân tất cả đều run run trong gió. Đỉnh đầu chim yến vẫy cánh, xông lên bầu trời, bỗng nhiên thu lại đôi cánh, thân thể tại không trung một chuyển. Liền đột nhiên vẩy ra một luồng khói đen lớn, khói đen tràn ngập ánh sáng vàng, giống như là ánh nắng ở trong đó ẩn hiện. Chít 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 chít. Hàng trăm hàng ngàn chim yến từ đó bay ra, giống như chim yến, vẫy cánh, như mũi tên xuyên qua đám mây, bay thẳng trong tầng mây, lập tức lại tản ra bốn phía. Gỗ sam hai bên quan đạo trong rừng, trên 100 con sói lớn đang phi nước đại xuyên qua, tiểu nữ đồng cưỡi một con hổ lớn lộng lẫy, một tay cầm lá cờ, một tay nắm lấy cái cổ của mãnh hổ. Cũng đang nhanh chóng chạy, y phục cùng với tóc cũng bị cuồng phong thổi đến run run không thôi, phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc của nàng, tư thế hiên ngang. Một con hỉ thước đứng trên đầu cành của một cái cây, uể oải cắt tỉa lông vũ, chỉ ngẫu nhiên tại hướng phía dưới nhìn một chút, cũng không cảm thấy mình sẽ bị phát hiện. Bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến âm thanh của gió. Hỉ thước cảnh giác, nháy mắt từ lông vũ rút đầu ra, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy là một con chim yến, uốn lượn với đôi cánh gập lại, đó là tư thế thuận lợi nhất để xà xuống, cái mỏ nhọn như mũi tên, chọc thẳng vào nó. Hỉ thước nhất thời giật mình. Đát. Tuy nhiên nó cũng là tính tình hiếu chiến, trong chớp mắt liền vẫy cánh nghênh đón. Phốc, cả hai bên đụng vào nhau. Như những con chim bình thường thành tinh một cách ngẫu nhiên, lại nơi nào so ra mà vượt qua chim yến An Thanh với gần ngàn năm truyền thừa. Con chim yến này là giả. Cả hai vừa mới đụng vào, chim yến liền hóa thành khói đen, nhưng trong khói đen lại lộ ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Như đốm lửa lại như ngọn lửa, con hỉ thước này giống như là đâm vào bên trong ngọn lửa, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Từ giữa không trung rơi xuống dưới, sau đó lại có một con chim yến đến, mang theo linh lực đông ẩn, phong ấn nó ở đây. Cách đó không xa bên trong núi rừng, một con thỏ đang trong rừng nhàn nhã ăn cỏ, thỉnh thoảng cũng nhìn xuống một chút, bỗng nhiên phát giác được động tĩnh, gần như nháy mắt liền tiến vào trong động bên cạnh. Giống, chỉ là một giây sau một đám sói liền xông lại. Đáng tiếc động thỏ đào đến không sâu, mà đây là một đám sói thảo nguyên. Thức ăn chủ yếu nhất trên thảo nguyên cũng chính là chuột chũi, bọn sói này đều giỏi về đào hang. Lộn xộn không biết bao nhiêu móng vuốt sói điên cuồng thò vào đến, tất cả đều dốc hết toàn lực. Điên cuồng mà nhanh chóng móc lấy hang, đào nát, mở rộng ra, chỉ là trong mấy hơi thở, liền có một cái đầu sói đã thò vào. Mượn ưu thế cái mõm dài, rất nhanh đã đưa con thỏ ra ngoài. Con thỏ bị dọa đến sợ vỡ mật, còn tưởng rằng mạng nhỏ của mình kết thúc như vậy. Nhưng nó nhìn thấy một con chim yến bay trên bầu trời, nhất thời phong ấn nó. Cách đó bên ngoài mấy chục cây số, một con hươu đang phi nước đại. Sau lưng đàn sói theo đuổi không ngừng, đuổi theo và chặn nó lại. Chương 784, mời chư vị giúp ta trở về. 2. Nhưng mà con hươu này lại linh xảo dị thường, nhanh chóng thay đổi phương hướng trái phải. Thường thì cho dù là bị đàn sói vây quanh, nó cũng luôn có thể tìm được nơi để xông ra khỏi vòng vây. Dù là thật sự chạy không thoát, nó chỉ cúi đầu xuống, chỉ có thể bằng vào thân thể yêu đã thành tinh để húc bay, thậm chí đâm chết lũ sói, sau đó trốn thoát. Chỉ là khi nó lại một lần đổi hướng, tránh thoát sự tấn công của con sói trước mặt, nó cũng khiến những con sói đuổi theo phía sau nó hoặc phanh gấp và xúc ra một dấu vết trong rừng. Hoặc là thân thể mất cân bằng lăn lộn ra ngoài, chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, khiến lòng người kinh sợ. Nghiêng đầu hoảng sợ xem xét, đó là một vị vua của những ngọn núi, một con hổ đầy màu sắc, và nó thực sự đang cõng một tiểu nữ đồng trên lưng. Mãnh hổ này bộc phát ra tốc độ cực mạnh, đối diện hướng nó vọt tới, khi còn cách nó một bước chân, cũng đã nhếch môi, lộ ra răng nanh bén nhọn vàng sáng. Đôi mắt như đậu, trên mặt da thịt màu vàng đen đều đã theo động tác nhe nanh tích tụ ra nếp uốn, móng phải cũng đã mở ra thật to, tụ lực đánh ra. Phong thái của vua núi trong lúc nhất thời đã được triển lộ không bỏ sót. Hươu yêu trong lòng cực kỳ sợ hãi, dù không có bị dọa đến sững sờ ngay tại chỗ,
nhưng cũng không có lòng phản kháng giống như đối mặt với đàn sói. Khoảng cách một trượng cũng chỉ là trong nháy mắt. Ngay lập tức, mãnh hổ đã đến trước mặt. Chân hổ hung hăng chụp được. Bành! Một tiếng vang trầm. Đầu của con hươu yêu đập xuống đất trước, sau đó thân thể mới ngã lệch xuống dưới, trong nháy mắt đã hôn mê bất tỉnh. Vẫn như thế có chim yến bay ra. Ở trên con đường này, yêu quái không biết bao nhiêu. Phần lớn là tiểu yêu đạo hạnh nông cạn, không chỉ là không có hóa hình, thậm chí cũng không thể hóa hình. Loại tiểu yêu này nửa yêu nửa hoang dã, khó phát hiện nhất, số lượng lại nhiều, lại ẩn giấu sâu, giám sát hắn có quay lại hay không. Hồ yêu này rất sợ bị bọn hắn tấn công bất ngờ. Những tiểu yêu này, xem như đạo nhân đến thanh trừ, cũng là cần phí chút tâm lực. Nhưng mà chim yến cùng với mèo con phối hợp ăn ý, không còn một chỗ, chỉ cần là tại hai bên con đường này, bất luận là yêu hay là quỷ, tất cả đều nhanh chóng bị diệt trừ. Tống Du thì vẫn như cũ ngồi ở trên lưng ngựa, cũng là lần đầu tiên cưỡi lên ngựa đỏ thẫm, phi nước đại theo gió. Gió ngay tại bên người, gần như thế, nét mặt đạo nhân không thay đổi, bình tĩnh suy tư. Nghiệp sơn là gì, có lẽ hắn đã biết được. Tống Du ban đầu ở cảnh Ngọc Hòa Châu nhìn thấy môn tà pháp kia chỉ có thể kéo dài 100-200 năm thọ nguyên, quốc sư xác thực không cần thiết dùng tới. Hắn dù cho không thể thu thập các phương pháp khác để kéo dài tuổi thọ, lúc này quỷ thành đã thành, địa phủ âm gian sắp ngưng tụ mà thành. Quốc sư hoàn toàn có thể đạt được một vị trí rất không tệ, tuy nói quỷ đạo trường sinh hay thần đạo trường sinh cùng với nhân đạo trường sinh là hai chuyện, thế nhưng cũng so sánh độ dài ngắn. Xác thực, quỷ đạo trường sinh hay thần đạo trường sinh đã không tiêu dao cũng không được tự nhiên, ngay cả hai chữ trường sinh cũng phải đánh trong dấu ngoặc kép. Một khi đi đến con đường này, trường sinh hay không liền không phải do tự mình làm chủ, mà chính là đem vận mệnh giao cho người khác đến trong tay bách tính hay người cầm quyền trong thế nhân. Nhưng nếu là quỷ đạo thần đạo trường sinh 1000 năm, cùng với nhân đạo trường sinh 100-200 năm, cũng là đáng so sánh. Thế nhưng cũng giống như vậy, môn tà pháp kia ở cảnh Ngọc Hòa Châu cũng còn lâu mới dùng đến nhiều dược liệu cùng với quỷ hồn như thế. Tống Du chỉ có thể suy đoán, hai phương pháp kéo dài duyên thọ này có lẽ là có chỗ giống nhau. Hoặc có thể một phương pháp là phiên bản hoàn hảo của phương pháp kia hoặc phiên bản bị hỏng của phương pháp kia. Quốc sư toan tính, căn bản không phải địa phủ âm gian. Dạng người như hắn, khi làm quốc sư ở triều đình nhân gian, đều không bao giờ hưởng thụ quyền lực hơn người vốn có, lại làm sao mưu đồ tìm thần chức ở âm phủ. Mưu đồ của hắn chính là nhân đạo trường sinh. Đó là sống mãi như một người tự do thoải mái, có thể nếm chua ngọt, có thể ăn ngũ cốc hoa màu, có thể phơi nắng thưởng thức trà, mà không phải là một người bị chức vị cùng với hương hỏa trói buộc, vứt bỏ nhục thể, chỉ có linh hồn mà tồn tại, giống người cũng không phải người, thần hay quỷ mà trường sinh. Hắn căn bản không phải đang đốt quỷ phạt quỷ, mà là đang luyện quỷ, lấy quỷ luyện dược, một loại thuốc trường sinh bất lão. Trên bí kíp tà pháp của Vĩnh Dương chân nhân, thuốc này gọi âm dương diên thọ đan, chia thành âm thọ và dương thọ, lúc này địa phủ âm gian chưa thành. Âm thọ không phải chỉ thọ mệnh của quỷ hồn tại địa phủ âm gian, tương tự, dương thọ trên môn tà pháp này cũng không phải chỉ thọ mệnh của người tại dương gian, mà chỉ dành cho hồn phách cùng với nhục thân. Đông đảo thiên tài địa bảo dùng để tăng cường dương thọ, kéo dài tuổi thọ nhục thân, luyện quỷ lấy âm thọ. Để mà kéo dài thọ mệnh linh hồn, cả hai song hành với nhau, thiếu một thứ cũng không được. Khi dương thọ cạn kiệt và âm thọ còn lưu giữ, nhục thân sẽ bị hư thối, hồn phách bị vây khốn trong thân thể. Khi dương thọ còn lưu giữ âm thọ cạn kiệt, người sẽ mất hồn phách, biến thành cái xác không hồn. Không biết biện pháp của quốc sư được gọi là gì, lại có đặc điểm gì. Mà hồ ly này vẫn giấu kín ở Trường Kinh, có lẽ cũng giống như Ngô Nữ Hiệp bằng cách thu thập thông tin tình báo cho công chúa. Nhưng thật ra là mượn quyền thế của công chúa, âm thầm điều tra, sau đó một mực chờ đợi. Nàng cũng không muốn giống như nhất tộc Đà Long kia, nương tựa vào quốc sư, trở thành thần linh trấn thủ bị mắc kẹt ở âm phủ. Nàng muốn là yêu đạo trường sinh. Từ nơi này đến bên cạnh sông Ẩn Giang, còn có hành trình dài hơn 100 dặm, lúc đến phải đi mất 2 ngày. Nhưng ngựa đỏ thẫm chạy thực sự nhanh như gió, hổ và sói cũng không biết mệt mỏi, như thế lại trở về, nhưng dùng không đến một canh giờ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 785, Đại Yêu Tranh Đấu, Đạo Nhân Đến, 1.
hôm nay có một làn gió trong lành trên sông, chỉ có một làn gió trong lành. Mãi cho đến một lúc sau, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở khúc quanh của dòng sông, đi xuôi dòng. Hầu như không cần chèo, thuyền nhỏ tự chuyển động, người chèo thuyền cũng nhàn nhã, chèo thông hả, còn nhịn không được hát vang hai khúc, âm thanh vang vọng trong núi non ở hai bên bờ, như thế yên bình và tĩnh lặng. Ôi, chỉ là trong lúc hát, lại nhịn không được kêu to một tiếng. Trên sông thủy khí nặng, chèo thuyền nhiều năm, khó tránh khỏi lưu lại mầm bệnh, cái chân già thấp khớp thường xuyên bị co giật, không đến thì không sao, vừa đến sẽ làm gián đoạn mọi hứng thú của mọi người. Nhưng đột nhiên có tiếng vó ngựa trên bờ, mờ nhạt xen lẫn tiếng hú của hổ và sói. Tiếng rên rỉ của người lái thuyền cũng lập tức bị tạm dừng. Hai bên bờ sông ẩn giang này tuy có núi nhiều, nhưng rừng không rậm rạp, bình thường có rất nhiều tiếng chim kêu hỗn loạn, ngay cả tiếng sói tru cũng là rất ít khi nghe thấy. Chớ nói chỉ là còn có tiếng gầm thét vang vọng núi rừng này, người chèo thuyền dù không nhận ra, nhưng lại phát ra một loại sợ hãi không thể giải thích được, tựa như quỷ quái trong núi. Bản thân đứng ở trên sông, mặc dù không đến mức bối rối, nhưng cũng lập tức rướn cổ lên quay đầu nhìn lại. Nhưng chỉ thấy dọc theo con đường ven sông, tuyết tùng trong rừng cây thẳng tắp, hình như có một người một ngựa đang phi nước đại. Bóng dáng đang lượn lờ ở trong rừng rậm, không ngừng bị che chắn lại không ngừng xuất hiện, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Ngoài ra dường như còn có một số bóng dáng thấp bé hơn, lại không biết là quái vật gì. Cho đến khi hình bóng trên lưng ngựa xuất hiện ở bến thuyền, người chèo thuyền xoa xoa con mắt, thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy một con ngựa đỏ thẫm, có một đạo nhân ngồi trên lưng, quần áo và tóc của hắn tung bay vừa mới rơi xuống, không phải là thần tiên cao nhân trước đó từng gặp qua sao. Người chèo thuyền sững sờ, thấy thần tiên cao nhân cưỡi ngựa tiến lên, bước xuống bậc thềm bến thuyền, như thể sắp bước ra khỏi sông. Nghĩ đến mới vừa nghe thấy tiếng gầm rú, người chèo thuyền không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cao giọng hô to lên, chân nhân là muốn đi thuyền. Con ngựa đỏ thẫm kia nhất thời dừng ở tại chỗ. Đạo nhân trên lưng ngựa cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Người chèo thuyền vội vàng chèo thuyền đi qua. Đạo nhân ngồi ở trên lưng ngựa bất động, bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một lát, cũng không có cự tuyệt. Sau một lát, đạo nhân cùng với con ngựa đều lên thuyền. Mèo con cũng từ xa nhảy lên, chỉ có chim yến vẫn bay ở trên bầu trời. Người chèo thuyền vội vội vàng vàng chống thuyền cách bờ, giống như là bên bờ có yêu ma gì đáng sợ. Cho đến khi đến giữa sông, lúc này mới thở một hơi, lại rướn cổ lên hướng về phía trong rừng trên bờ nhìn lại, lại cảm thấy kỳ quái. Mới vừa rồi những bóng dáng thấp bé mơ hồ kia có thể thấy được nhưng bây giờ tất cả đều không thấy, cũng không có bất kỳ yêu ma quỷ quái gì xuất hiện tại bến thuyền hoặc bên bờ nhìn trộm bọn họ. Lúc này âm thanh của đạo nhân bên cạnh truyền đến, đã gặp người chèo thuyền, xin người chèo thuyền hãy mang ta về bến thuyền tư quận, tiền thuyền theo đó mà tính. Được rồi, mời người chèo thuyền chèo nhanh một chút, chân nhân vẫn có việc gì gấp sao? Người chèo thuyền lại hướng trên bờ nhìn một chút, sau đó mới nhìn đạo nhân, nheo mắt lại cười một tiếng, nói, may mắn thay, sau khi tách khỏi chân nhân ngày hôm đó, lão tiểu nhân khoảng thời gian này đều thường xuyên chèo thuyền ở trên khúc sông này, nhìn xem có thể lại chở chân nhân thêm một đoạn đường hay không, dính chút tiên khí, không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Người chèo thuyền có tâm, không phải vậy, sợ là chân nhân đợi một hồi cũng chờ không thấy thuyền đến. Người chèo thuyền một bên liều mạng mà chèo, một bên nói. Người chèo thuyền thật có ý tốt, lần này ta vội vàng lên đường, túi hành lý đều bỏ ở giữa đường, lần sau nếu như còn có thể gặp lại, nhất định mời người chèo thuyền uống một chén rượu. Tống Du nói, tuy nhiên còn chưa đủ nhanh. Đây đã là hạ lưu, chỉ có thể đi nhanh như vậy, muốn nhanh hơn cũng không có cách nào, chân nhân cần phải kiên nhẫn một chút. Phải nhanh hơn nữa, đạo nhân cúi thấp ánh mắt xuống và nói. Người chèo thuyền vừa định trả lời một lần nữa, nhưng đột nhiên phát hiện, vị thần tiên cao nhân này nói giống như không phải nói với chính mình. Lão già lại nghĩ đặt câu hỏi, thế nhưng cũng không nói ra miệng, liền cảm giác thuyền đột nhiên nhảy lên ra ngoài. Loại cảm giác này tựa như là trong nước có thứ gì đó đang ở dưới đáy đột nhiên đẩy thuyền. Lại giống là sau lưng có sóng lớn đánh vào trên thuyền, khiến cho thân thể người chèo thuyền không khỏi không ngã người về sau. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, thuyền nhà mình đã mặc sóng vạch sóng, tăng tốc lao về phía trước trên mặt nước. Chiếc thuyền này đời này cũng không có chạy nhanh như vậy. Ai nha? Cũng may người chèo thuyền lớn tuổi, nghe được rất nhiều chuyện nên lúc này không quá sửng sốt,
nhưng cũng không khỏi nói một câu, chân nhân quả thật có bản lĩnh thần tiên. Nhưng mà lại chỉ thấy đạo nhân vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía dưới, thậm chí dùng cây gậy tre trong tay thúc vào bên dưới, giống đang thúc giục gấp rút, còn phải nhanh hơn nữa. Chiếc thuyền nhỏ này vậy mà lại lần nữa gia tốc. Ai nha? Người chèo thuyền không nhịn được kinh hô một tiếng. Chương 786, đại yêu tranh đấu, đạo nhân đến, 2. Lúc này cây cỏ hai bên bờ sơn thủy đều đang nhanh chóng thối lui, đối diện với gió giống như là đang xé rách khuôn mặt. Thuyền này giống như cũng cất cao lên, độ cao của mép thuyền so với mặt nước khiến người chèo thuyền nghi ngờ không có chạm vào mặt nước. Căn bản không giống như là thuyền đang di chuyển trong nước, mà giống như là đang bay trên mặt nước. Cũng là đang bay ở trên bầu trời, chim yến theo thuyền mà đi, đều phải vẫy cánh thật nhanh mới có thể theo kịp. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đến Tư Quận, đa tạ người chèo thuyền. Tống Du lấy ra một nắm tiền, đưa cho người chèo thuyền, ngay lập tức lên bờ. Con ngựa đỏ thẫm nhanh chóng theo sau, mèo tam hoa cũng thả người nhảy lên bờ. Người chèo thuyền cầm tiền trong tay, như cũ đờ đẫn nhìn về phía đạo nhân, chân nhân thật sự không phải thần tiên sao? Không phải. Tống Du lần nữa cưỡi lên ngựa, ngẫm lại là quay đầu hướng về phía người chèo thuyền nói, trên sông thủy khí rất lạnh, người chèo thuyền chạy xong chuyến này. Trước hết lên bờ về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi, nếu như mấy ngày này trên sông gió êm sóng lặng, người chèo thuyền lại tiếp tục lái thuyền cũng không muộn. Nếu như mấy ngày này có động tĩnh mưa gió gì, liền mời người chèo thuyền đợi đến khi gió êm sóng lặng lại lên thuyền. Xin hỏi thế nhưng là... Người chèo thuyền còn chưa kịp hỏi, đã thấy ngựa đỏ thẫm ngựa dưới thân đạo nhân đột nhiên phát lực. Bến thuyền là mười mấy bậc thang đá xanh, độ cao không thấp, chỗ lên thuyền chỉ là một bậc dưới nhất. Nhưng con ngựa này thả người nhảy một cái, thế mà dễ dàng nhảy lên, lập tức không chút nào dừng lại, phi thân liền chạy. Người chèo thuyền nhìn thấy gần như ngây người, mèo con vẫn như cũ cưỡi hổ, nương theo đạo nhân cũng nương theo làn gió, xuyên qua bên trong núi rừng như con thoi. Chim yến cũng bay lên và xuống những đám mây, nơi này lại có mấy trăm dặm đường. Cũng không biết có bao nhiêu tiểu quỷ đang canh gác đã phải chịu tai họa. Vẻn vẹn trong một buổi chiều, đạo nhân đã nhìn thấy Nghiệp Sơn. Long Uy Quân vẫn như cũ canh giữ ở bên ngoài. Ngựa đỏ thẫm rừng ở một ngọn núi, đạo nhân bình tĩnh nhìn về ngọn núi khô phương xa, mèo con rừng ở bên cạnh hắn, chim yến cũng rơi xuống. Cần phải mời Tam Hoa Nương Nương cùng với Yến An lại giúp ta một chuyện. Tống Du nói xong cúi đầu nhìn về phía mèo con. Giúp việc gì? Tiên sinh mời nói. Về sau bên kia nếu có tranh đấu, tất nhiên hung hiểm, Long Uy Quân dù chú đóng ở bên ngoài cũng có thể bị tác động đến. Tống Du vừa nói vừa nhìn về phía chim yến, cho nên muốn mời hai vị ở lại bên ngoài. Nếu như bên kia không có động tĩnh tranh đấu thì ở chỗ này chờ ta là được, cần phải cẩn thận, giúp đỡ lẫn nhau, chú ý an toàn. Nếu như bên kia có động tĩnh, Long Uy Quân trải rộng khắp nơi xung quanh Nghiệp Sơn trong cơn hoảng loạn. Bọn họ có thể không biết làm thế nào để rời đi, liền mời hai vị đi đến các tháp quan sát lớn và đèn hiệu để yêu cầu họ nhanh chóng tránh xa. Nói xong lần nữa nhìn về phía Tam Hoa Nương Nương, bổ sung một câu, điều này rất quan trọng. Yến An đã rõ, đạo sĩ thì sao? Con ngựa đưa ta tới là được rồi. Được rồi, nhớ lấy bảo vệ tốt chính mình. Tống Du mỉm cười căn dặn một câu cũng không cần động tác gì, con ngựa tự động nhanh chân hướng phía trước chạy đi. Một con ngựa đỏ thẫm, một đạo nhân, núi non bao la, chương khí trùng điệp. Các tháp đèn hiệu được hợp thành một vòng tròn. Giờ này khắc này, phía trên Nghiệp Sơn. Nữ tử vẫn như cũ tư thái ưu nhã, khuôn mặt tuyệt mỹ, một bộ y phục trắng phía trên điểm thêm chút đỏ, tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Càng tôn lên vẻ lộng lẫy của bộ quần áo đơn giản nhưng lại có nét duyên dáng của hàng trăm năm trước. Nhưng đằng sau váy, tám cái đuôi cáo giống như một chiếc quạt khổng lồ trải ra, và mái tóc nhảy múa theo gió. Nữ tử bước đi duyên dáng về phía đỉnh núi. Phía trước là một đạo nhân mặc cũ bào. Quanh người đều có mấy thân ảnh, hoặc xa hoặc gần, vây quanh quốc sư mà nhìn về phía nữ tử, hoặc là mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hoặc là cảnh giác và tham lam, hoặc là mặt không chút biểu lộ. Biết được, âm dương trường sinh đan của quốc sư được luyện chế thành trước tiên ở trong một trong những lò thuốc đó. Lò thuốc đó có sức mạnh bá đạo, quốc sư có thân thể phàm nhân, tất nhiên không thể tùy tiện nuốt vào, hiện tại hẳn là còn ở đó à. Nữ tử khẽ mỉm cười nói, âm thanh ôn nhu. Nói xong cổ tay rung lên, không biết từ đâu,
Nàng ta lấy ra một chiếc quạt gấp, quạt nhẹ trước mặt, nụ cười lập tức sáng lên mấy phần, nó ở nơi nào rồi? Ngươi ở Trường Kinh ẩn núp nhiều năm là vì hôm nay, nếu không còn có thể làm gì nữa? Trong những năm này, nếu yêu nhân chúng ta làm điều gì đó, không bị thiên phạt, cũng phải bị người giết, lại lấy ở đâu đảm lượng được như quốc sư đây? Nữ tử bất đắc dĩ nói, quốc sư yên tâm, 10 lò bên trong chúng ta chỉ lấy một lò, sau khi lấy được lập tức rời đi. Những lời này 10 phần thành khẩn, nhất là nửa câu sau. Ngươi suy nghĩ viển vông. Quốc sư biết được đối phương có năng lực vung tay lên đã đưa mình vào chỗ chết, nhưng cũng không thấy vẻ sợ hãi chút nào. Quốc sư nếu như nguyện ý tặng cho Vãn Giang, thực tế vô cùng cảm kích, cũng không uổng công chúng ta âm thầm đồng hành cùng nhau nhiều năm như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 787, Đại Yêu Tranh Đấu, Đạo Nhân Đến, 3. Hay cho câu âm thầm đồng hành, cũng không chỉ là đồng hành đâu. Nữ tử mỉm cười, Tống Đạo Trưởng Phục Long Quan là người mà chúng ta ngưỡng mộ, hắn từ sớm đã hoài nghi quốc sư, chúng ta đã nhiều lần muốn nói cho hắn biết. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta cũng thay quốc sư âm thầm bảo vệ lấy bí mật, quốc sư chắc hẳn cũng biết, Hồ Yêu nhiều tình cảm, đây thật sự là quá khó xử cho chúng ta. Nếu không đưa cho thì sao? Quốc sư tại sao phải như thế? Nữ tử dừng lại một chút, hai con mắt cũng nheo lại, quốc sư bảo quốc an dân, lại hao tâm tổn trí phí sức kiến tạo quỷ thành. Chủ bị địa phủ âm gian, công lao rất lớn, lẽ ra là thiên cổ, mà dạng người giống như quốc sư đây có chi tâm trường sinh cũng là bình thường. Quốc sư nếu có thể giữ vững hình tượng của mình trong mắt thế nhân, cũng coi như danh thần thiên cổ, cần gì phải đi con đường này mà thân bại danh liệt đâu. Xem ra ngươi muốn cưỡng đoạt. Chúng ta cả đời cẩn thận chặt chẽ, chưa từng dám mưu hại nhân gian, nhưng đây vốn là chi vật phạm pháp, cướp đi cũng không có lỗi. Nữ tử quạt quạt giấy, cười không ngớt. Hô, bỗng nhiên có tiếng gió gào thét, sau đó đỉnh đầu tối sầm lại. Bóng tối này thực tế tới rất nhanh chóng, còn nhanh hơn cả gió. Đúng là một móng vuốt to lớn. Trên móng vuốt tràn đầy da cứng rắn cùng nếp uốn, chỉ có một cái móng vuốt đã lớn như một căn phòng, từ dưới núi sau lưng nữ tử thăng lên, trong chớp mắt liền đập vào mặt đất. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đỉnh núi nứt ra. Mặt đất đã có thêm một dấu chân to lớn, đá vụn bắn tung tóe, mặt đất nứt ra. Một cái đầu khổng lồ đang lắc lư trong không trung phía sau nàng ta, không ngừng nhô lên. Một con cự đà khổng lồ từ dưới núi trèo lên, là bằng hữu cũ. Nữ tử chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện ở một bên khác, khẽ mỉm cười nhìn về phía đầu cự đà này. Cự đà chậm rãi bò lên đỉnh núi. Con đà long khổng lồ này có lẽ còn lớn hơn con đà long mà Tống Du đã gặp ở dòng sông Ẩn Giang trước đó, toàn thân đầy vết sẹo, ngay cả đôi mắt cũng bị mù một con. Bên trên có mấy đường vết cào, nhưng phối hợp với mặt mũi dữ tợn của nó, lại làm cho người ta một chút cũng không cảm giác được nó đáng thương. Ngược lại tăng thêm mấy phần hung hãn, phảng phất nó là cự thú đến từ chiến trường thần linh thượng cổ, chinh chiến chém giết đã trăm ngàn năm. Cùng lúc đó, những ngọn núi phương xa cũng đang run rẩy. Trên vài ngọn núi xung quanh Nghiệp Sơn đều có cự đà chậm rãi leo lên, sau đó lạnh lùng ngóng nhìn phương này. Nhiều như vậy nha. Nữ tử nhưng tuyệt đối không kinh hoàng, xem ra cả tộc các ngươi đều đầu nhập cho quốc sư, muốn an gia tại địa phủ âm gian như vậy à. Quốc sư thần sắc thong dong, nói với nàng, đạo hữu có thể lấy sức một mình đánh trả với mấy vị đại yêu đà tộc sao? Tự nhiên là đánh không lại. Nữ tử nói đến 10 phần thản nhiên, đà tộc cùng với hồ tộc đều là truyền lại từ thượng cổ, những đại yêu này có đạo hạnh đều không thấp. Huống chi bản thân đà long so với hồ ly càng hung mãnh cường đại hơn, nếu là một vị trong đó nàng ngược lại cũng không phải rất sợ, nhưng mấy vị cùng nhau đến, nàng cũng nhất định là không chịu đựng nổi. May mà chúng ta cũng có chuẩn bị, chỉ thấy nàng không chút hoang mang, đưa tay ra, trên tay liền có một cái hộp gỗ. Mở ra hộp, bên trong là một cái đuôi cáo. Cái đuôi gãy còn rất mới mẻ, phần đầu còn có vết máu, phảng phất vừa mới rút ra từ trên thân một con hồ ly. Hồ tổ lúc còn sống đã bẻ đuôi, có thể giúp chúng ta đạt đến cảnh giới cửu vĩ trong thời gian ngắn. Nữ tử nhìn về phía quốc sư, lại nhìn về phía mấy đầu cự đà nằm sấp trên núi cao, nụ cười nghiêm túc mà thành khẩn, đuôi gãy của hồ tổ rất chân quý. Lại phải hao phí 100 năm thọ nguyên của chúng ta, nếu như mấy vị thật sự buộc chúng ta hôm nay dùng nó,
ân oán hai tộc chúng ta coi như triệt để kết thúc. Cự đà đều không nói lời nào, chỉ có chiến ý nồng đậm. Cùng lúc đó, phương xa lại có thêm hai thân ảnh. Hai thân ảnh này không có hiện ra nguyên hình, chỉ là lấy chi thân nam tử đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú phương này, nhưng nữ tử vẫn là cảm giác được khí tức quen thuộc. Bạch Tê nhất tộc cũng tới nơi này nha, cứ thế mà rời đi đi. Phương xa bỗng nhiên truyền đến âm thanh, nhưng lại mang tính thuyết phục, coi như đại năng thượng cổ đích thân đến, hôm nay hơn phân nửa cũng phải chết ở chỗ này. Hì hì. Nữ tử dùng cây quạt che miệng, nhưng thay vì trả lời trực tiếp, mà chính là cười trộm nói. Mấy vị đều là tiền bối của Vãn Giang, tu vi đạo hạnh lại không thể dễ dàng thắng được, còn muốn vây công, thật sự là mất mặt mà. Khăng khăng muốn đánh sao? Có đáng không? Không đợi nữ tử trả lời, liền nghe một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm ầm. Cự đà lớn nhất dẫn đầu lao về phía nữ tử, chỉ là nhúc nhích đã có chi ý núi lở, mặt đất rung chuyển. Gần như cùng lúc đó, đám cự đà trên những ngọn núi xung quanh cũng điên cuồng bỏ về hướng này. Bồng! Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rất nhỏ. Trên núi đột nhiên nổ tung, nhất thời nổi lên mây mù. Ở giữa mây mù, nữ tử sớm đã không thấy, chỉ để lại một con hồ ly yêu mỹ to lớn đứng trên mặt đất. Sau lưng tám cái đuôi theo gió phấp phới, ngoài miệng ngậm đuôi gãy, trong miệng trong mắt cùng với trên thân đều tản mát ra thần quang đầy màu sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Chương 788, cho các ngươi thời gian chạy trốn, 1. Nhưng mà đúng vào lúc này, hồ ly đã dừng lại một hồi. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới núi, đám cự đà cũng dường như có phát giác, nhất thời dừng lại. Đại yêu Bạch Tê nhất tộc ở phương xa còn chưa hiện ra nguyên hình cũng ngừng di chuyển lại, đồng thời quay đầu nhìn lại. Ở chân núi, một đạo sĩ, áo đạo được giặt trắng bóng, chống một cây gậy tre xanh ngọc, đang chậm rãi đi về phía ngọn núi. So sánh với đám cự đà kia, thân ảnh nhỏ bé như vậy, tốc độ chậm chạp mà kiên định. Đà long dài trăm trượng, đổi lại sườn núi nhỏ bình thường, đều không chống chịu nổi nó, phần lưng màu đậm gần như đen, phản chiếu ánh sáng như kim loại lại không giống kim loại, những nếp uốn, đường vân và chi tiết trên đỉnh đều đang cảnh báo tất cả người đến trước mặt nó. Nó chân thực và đáng sợ, phảng phất như một đầu cự thú thượng cổ vượt qua thời gian và không gian mà đến. Đà long trợn tròn mắt, đồng tử như sợi chỉ. Dưới cái nhìn chăm chú của nó, đạo nhân chống gậy tre, mảy may e ngại cũng không có, chỉ chậm rãi bước chân đi qua bên cạnh nó, đi đến trên núi. Tổng cộng có 5 đầu cự đà, đều là đại yêu có đạo hạnh. Trong số đó, đầu cự đà lớn nhất kia, cổ xưa nhất bên trên đỉnh núi cao nhất, đạo hạnh đủ để so sánh với hồ yêu. Trước đây phương Bắc họa loạn những yêu vương kia mượn nhờ huyết sát của âm hồn để tăng cường tu vi sợ cũng không hơn gì thứ này. Còn có 2 tên yêu quái đứng ở đằng xa, dáng người đều cao lớn và uy mãnh khác xa so với người bình thường. Tống Du suy đoán là đại yêu nhất tộc Bạch Tê. Bạch Tê nhất tộc bị thiên cung truy sát, đã là cùng đường mạt lộ, bây giờ đến tìm quốc sư, không biết là tham dự mưu đồ trường sinh của quốc sư hay là mưu đồ với địa phủ âm gian trong tương lai. Có thể là muốn mượn địa phủ âm gian sắp tới ngưng tụ mà thành tránh né thần linh thiên cung tiễu trừ. Cũng có thể là muốn chuộc lại công lao của mình, còn có thể là muốn đi theo con đường tương tự của Sơn Thần Bình Châu, thông qua tham dự kiến tạo địa phủ âm gian mà có lưu tên ở nhân gian. Bách tính nhân gian nếu là nguyện ý hướng chúng nó dâng ra hương hỏa tín ngưỡng, thần linh thiên cung có lẽ sẽ thay đổi ý nghĩ. Dần dần tới gần đỉnh núi, trông thấy con bát vĩ hồ kia cao đến mấy trượng, cũng trông thấy nó ngoài miệng ngậm đuôi cáo, bên trên lộ ra chính là linh vận đến từ thượng cổ. Tống Du là sớm đã ngờ tới, quốc sư cùng với hồ yêu đều là hạng người giỏi về lập mưu kế. Truyền nhân Phục Long Quan xuống núi, xáo trộn kế hoạch của bọn hắn, cũng quấy nhiễu đến bọn hắn. Chỉ là bản thân bọn hắn ẩn giấu rất tốt, lại nhanh chóng chuẩn bị biện pháp ứng đối, lúc này mới không có lập tức bị phát hiện. Nghĩ đến biện pháp bọn hắn ứng đối không phải chỉ ở đây, hẳn là sớm đã vì khả năng vẫn là sẽ bị truyền nhân của Phục Long Quan phát hiện mà làm đầy đủ mọi chuẩn bị. Quốc sư chuẩn bị chính là 7 vị đại yêu này, đương thời dòng dã 7 vị đại yêu. Hồ ly chuẩn bị thì khó mà nói, nhưng mà đạo nhân vẫn như cũ với nét mặt bình tĩnh, từng bước một đi đến đỉnh núi, gió núi thổi qua, nhất thời vạt áo kêu phần phật, sợi tóc ở trên mặt điên cuồng lay chuyển. Quốc sư giỏi tính toán. Tống Du không nhìn 8 vị đại yêu ở đây, bất luận là quen thuộc hay là xa lạ. Chỉ trước hết nhìn về phía một con người duy nhất ở đây,
tại hạ đặc biệt đến Nghiệp Sơn cũng không phát giác ra sơ hở. Đạo trưởng đương nhiên tìm không ra sơ hở. Nhưng là Bát Vĩ Yêu Hồ bên cạnh trước tiên mở miệng đáp. Đợi đến khi Tống Du nghiêng đầu nghiêng mắt hướng nhìn nó, hồ ly to lớn đã ngồi khoanh chân trên mặt đất, sau lưng vẫn như cũ có 8 đầu cái đuôi. Toàn thân lông tóc đều đang bị gió thổi lên gợn sóng, ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh. Quốc sư chỉ là thừa dịp đạo trưởng đi phương Bắc trước thí luyện ra lò thứ nhất. Sau đó quét sạch tất cả các trận pháp, đạo trưởng vừa đi, hắn mới một lần nữa bắt đầu bố trí. Tống Du nghe xong nhếch miệng, không nói gì, chỉ là thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về hướng quốc sư. Trong thực tế, tâm tình là có chút phức tạp, đạo hữu vẫn là tới. Quốc sư thở dài, sau đó nói với hắn, bần đạo suốt đời chỉ truy cầu có một chuyện này, tổ tiên của bần đạo đời đời kiếp kiếp đều chỉ truy cầu có một chuyện này. Ngoại trừ chuyện này, bần đạo tự hỏi chưa từng làm bất kỳ điều gì bất lợi cho Đại Yến, cho nhân đạo, cũng chưa làm qua sự tình đuối lý khác, càng là cẩn trọng vì Đại Yến vì bách tính mưu cầu phúc lợi, tạo nên thịnh thế thiên cổ như vậy. Huống chi nếu không phải bần đạo thuyết phục bệ hạ thúc đẩy diễn biến dân tâm, thiên đạo bây giờ còn không phải dạng này, quỷ bên trong Nghiệp Sơn, vốn là sau khi chết không lâu liền phải hồn phi phách tán. Không biết đạo hữu có thể nhìn thấy ở mức này, cứ thế mà đi, chờ bần đạo luyện xong trường sinh đan, đạo hữu nếu như nguyện ý, có thể chia cho bằng hữu đạo ra một lò. Đạo hữu nếu không nguyện, bần đạo lấy đan liền rời đi, nhân gian Đại Yến thịnh thế sẽ không bởi vậy mà có bất kỳ thay đổi nào. Địa phủ âm gian cũng như thường không có bất kỳ nhiễu loạn gì ngưng tụ mà thành, thiên hạ này cũng lại không có trường nguyên tử, bần đạo lại không còn xuất hiện trên đài cao trong thế gian. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 789, cho các ngươi thời gian chạy trốn, 2. Tống Du nghe xong cũng chỉ là nói ra, âm quỷ cũng có thể đau. Bần đạo chỉ luyện quỷ có tội, lấy công tích của bần đạo đối với thiên hạ thương sinh, đối với địa phủ âm gian, đạo hữu tuyệt không nhớ tới những điều này sao? Quỷ có tội. Tống Du lại chỉ là thì thào đọc lấy từ này, sau đó dương mắt nhìn về phía quốc sư híp mắt hỏi, Lâm Hữu cũng không hề phạm những tội ác như ghi chép trên sổ âm quỷ của quốc sư, đúng không? Ánh mắt của đạo nhân trẻ tuổi giống như một thanh kiếm sắc bén. Khuôn mặt quốc sư 10 phần bình tĩnh, lại tránh đi ánh mắt của hắn, ngược lại nhìn về phía mấy vị đại yêu xung quanh, bần đạo lật khắp điển tịch có liên quan đến Phục Long Quan. Biết được bản lĩnh của truyền nhân Phục Long Quan, đại yêu thiên hạ chỉ sợ cho dù là vị hồ tiên này cũng không thể địch nổi với truyền nhân Phục Long Quan. Tuy nhiên 7 vị đại yêu, hoặc là 8 vị, dù là tôn sư của đạo hữu ở thời điểm đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể ứng phó được. 7 vị. Bên cạnh lập tức truyền ra hồ ly thanh âm, quốc sư cũng không nên tính đến chúng ta, hồ ly Việt Châu chúng ta, thế nhưng là bắt đầu từ tiên tổ đã thân cận với nhân gian. Chúng ta tuyệt đối không làm chuyện nguy hại nhân đạo, cũng tuyệt đối không dám kẻ địch với Phục Long Quan là chi đỉnh của nhân đạo, huống chi chúng ta cùng với đạo trưởng sớm đã có giao tình. Nghe giống như là ngữ khí của thị nữ, nói xong còn quay đầu nhìn về phía Tống Du, đạo trưởng ngươi nói đúng không? Quốc sư ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ tiếp tục nhìn về phía Tống Du, đạo hữu chỉ là vì một số con quỷ có tội, liền muốn bốc lên mạo hiểm như vậy lại không chút nào bận tâm đến tâm tình ngày xưa sao? Tống Du cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn về hướng quốc sư dừng tay lại ở đây thì như thế nào? Hai kẻ đạo sĩ nhìn nhau, ở giữa chỉ có gió đến rồi đi. Nội tâm người mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không tùy tiện dễ dàng lung lay. Nhưng vào lúc này, Tống Du nghe thấy âm thanh quỷ hồn kêu rên mơ hồ, như có như không, tiếng kêu thê thảm, thẳng vào linh hồn. Quốc sư nói đến cũng không tệ, 7 vị đại yêu liên thủ, cho dù là đạo trưởng chỉ sợ cũng khó mà địch nổi. Âm thanh hồ ly lại vang lên, nhưng không phải thuyết phục, mà chính là cười hì hì nói, giúp đỡ mà ta nói với đạo trưởng lúc trước không phải là nói dối. Nếu là đạo trưởng nguyện ý nói một tiếng, chúng ta liền không chút do dự, hỗ trợ đạo trưởng một chút sức lực. Mấy vị? Tống Du lại không nhìn nàng, chỉ không vội vã, dần dần nhìn về phía mấy vị đại yêu ở đây, tự nhiên cũng bao gồm con hồ ly kia. Chống gậy tre bình tĩnh nói ra, tại hạ rời đi một lát, lúc trở lại, nếu hư bên trong mấy vị có vị nào đã rời đi, tại hạ xem như vị đó chưa từng tới. Đợi đến khi địa phủ âm gian ngưng tụ thành công, nếu như mấy vị muốn mưu cầu thần chức, đến lúc đó cũng có thể thi triển bản lĩnh. Nói đến đây dừng lại một lát, nếu như lúc tại hạ trở lại, mấy vị còn lưu tại nơi này, vậy thì vừa vặn.
mấy vị đều là yêu tộc truyền lại từ thượng cổ, Phục Long Quan ta cũng truyền lại từ thượng cổ, sẽ ở tại Nghiệp Sơn này lần nữa phân cao thấp. Nói xong không chờ bọn họ trả lời, quay người hướng dưới núi mà đi. Trên núi Đà Long lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đạo nhân cũng tùy ý tới đối mặt, như thế nào lần nữa phân cao thấp. Cũng không phải Phục Long Quan từng cùng bọn hắn tranh đấu trực diện qua, đương nhiên song phương riêng phần mình truyền thừa ngàn năm. Từng có tranh đấu cũng là rất bình thường, mà chính Phục Long Quan là đại biểu cho nhân đạo, bọn hắn đại biểu cho yêu đạo. Thượng cổ là thời điểm nhân đạo cùng với yêu đạo cùng tồn tại, bây giờ thế giới có bộ dạng gì, từ lâu đã là kết quả của thắng bại. Nếu như yêu không tin tà, còn muốn đấu với người, thì đành phải lại phân ra cao thấp. Trong lúc nhất thời trên núi trầm mặc chỉ có tiếng gió thổi, đạo nhân thì đi vào quỷ thành trong núi. Quỷ thành so với lần trước đến không sai biệt lắm, thời gian ngắn nhìn không ra biến hóa gì nhiều, nhiều nhất chỉ là âm quỷ trong thành rất sợ hãi. Đã không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, khoảng thời gian này quỷ thành tựa như cũng có biến hóa. Tống Du mặt không biểu tình, cất bước xuyên thành mà qua. Bên cạnh có âm quỷ xì xào bàn tán, cất giấu lo lắng trong đó. Lại có quỷ sai áp lấy quỷ hồn hướng đi vào chỗ sâu, quỷ xoa mặt lộ vẻ không đành lòng, quỷ hồn thì hô to kêu to. Vì cái gì bắt ta? Vì cái gì lại muốn bắt ta? Có phải là bắt lầm? Tiểu nhân rõ ràng đã thụ xong hình, đã thoát tội, là quỷ tam đẳng. Thả ta ra, thả ta ra. Các ngươi nghĩ tại sao mấy ngày này chúng ta cứ bắt người đi thi hành án xử? Nói là quỷ thành có biến, không thể chứa được nhiều quỷ như vậy, nếu không sẽ phải bị thiên lôi đánh xuống, tất cả rất nhiều quỷ phạm tội đều bị kéo đi thiêu chết. Ta làm sao nghe nói không phải như vậy? Ta làm sao nghe nói có tên quỷ chỉ là phạm phải tội nhỏ ăn cắp và ẩu đả, cũng bị kéo đi thiêu đốt? Một ngày nào đó sẽ không đến lượt chúng ta, phải không? Đại đa số quỷ đều không phải có tâm địa thánh nhân trong sáng. Nhưng không phải thánh nhân, cũng không phải tội nhân, nhiều nhất là ở giữa những người bình thường. Chương 790, các ngươi cũng xứng đáng được so sánh với sư gia. 1. Người bình thường là bộ dáng gì, là đức hạnh gì, thực tế không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn lại cuộc sống của chính mình là được. Nhưng hôm nay rất nhiều quỷ phạm phải tội không đáng chết, đều bị hồn phi phách tán. Thậm chí có tin đồn rằng có một số quỷ chỉ là phạm tội nhỏ cũng bị kéo đi thiêu đốt. Những quỷ này dù thành quỷ không lâu, nhưng cũng biết được thiên địa rộng lớn lại không có chỗ cho mình dung thân. Thần linh cao cao tại thượng nhưng cũng không vì âm hồn làm chủ, người nào trong cuộc đời lại không phạm qua sai lầm nhỏ gì, không từng làm qua một hai việc trái với lương tâm. Nơi nào có thể không lo lắng? Đạo nhân một bên nghe, một bên cất bước đi đến. Có âm sai âm binh nhìn thấy, cũng không dám cản. Thẳng đi đến hỏa ngục trong quỷ thành. Trong thông đạo đã có thể trông thấy ánh lửa sáng ngời, không biết so với lần trước sáng ngời hơn bao nhiêu. Chỉ đứng tại cửa thông đạo, sóng nhiệt đã từng trận đập vào mặt, dường như da mặt đều muốn bị nướng cháy. Đứng ở cửa thông đạo là mấy tên yêu quái toàn thân đỏ bừng, không sợ ngọn lửa, dáng dấp cực kỳ cao lớn, béo tốt không thôi. Mỗi khi có âm sai áp lấy quỷ hồn đi tới, chúng nó sẽ tiếp nhận, mang vào bên trong hỏa ngục. Những con quỷ đó sẽ vật lộn và khóc lóc dưới bàn tay khổng lồ như một cái quạt của chúng, nhưng không hề có tác dụng, quỷ xoa thấy thế cũng là 10 phần không đành lòng. Lúc này hỏa ngục đường đường chính chính đã trở thành lò luyện đan. Sự can đảm của quốc sư thật sự không phải người thường có thể so sánh. Bên ngoài hồ yêu tấn công, khí thế hùng hổ, ngọn lửa ở nơi này đang ở mức mạnh nhất và sẽ không dừng lại. Tống Du cất bước đi vào. Mấy tên yêu quái thấy thế, nhất thời sững sờ. Dường như ngoại trừ chúng nó, từ trước tới nay chưa từng có ai hoặc quỷ nào dám chủ động đi vào bên trong hỏa ngục. Chờ bọn chúng phản ứng lại, đạo nhân đã từ bên cạnh bọn nó đi qua, đi vào trong thông đạo. Mấy tên yêu quái tất nhiên là nhao nhao trợn tròn con mắt, muốn đuổi theo, nhưng chỉ phóng ra mấy bước, liền mất đi ý thức, đồng loạt té ngã trên mặt đất, tạo ra một tiếng động lớn. Các âm sai nhìn thấy, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hô! Bên trong hỏa ngục tràn ngập ngọn lửa, ánh lửa tụ tập, sáng đến chướng mắt, vượt xa những gì đã nhìn thấy vào lần trước. Ngọn lửa lại bùng lên trong núi, kèm theo tiếng gió rít gào. Bóng dáng của đạo nhân chỉ trong nháy mắt liền bị nhấn chìm. Tuy nhiên ánh sáng của ngọn lửa bao vây lấy hắn, nhưng lại không tổn thương đến hắn dù chỉ một chút. Không riêng gì không tổn thương được người, góc áo đạo bào trên người hắn, còn có gậy tre xanh biếc trên tay hắn,
ở trong lửa đều không có bất kỳ thay đổi nào. Đạo nhân chậm rãi đi tới vùng ven của hỏa ngục, ngẩng đầu liếc mắt một cái, đảo mắt một vòng, lại cúi đầu nhìn về phía dưới đáy. Không chỉ có ánh lửa trở nên thịnh vượng, ngọn lửa cũng thay đổi. Lúc này ngọn lửa bên trong hỏa ngục 10 phần đặc biệt, có linh tính cùng với công hiệu đặc biệt, khi nói đến tác dụng thiêu đốt âm hồn thì có thể không dữ dội như lửa bình thường. Ít nhất âm hồn bình thường cũng là sợ lửa bình thường, cho dù là lão quỷ ở bên trong lửa bình thường cũng kéo dài không được bao lâu. Nhưng ở bên trong ngọn lửa này, cho dù là quỷ mới cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn bị hồn phi phách tán. Ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt bọn họ, đốt thành cho bụi, nhưng lại lưu lại một vài thứ sau đó. Dưới đáy tràn đầy âm hồn, sợ phải lấy mức vạn để mà tính toán. Tất cả dãy giụa vặn vẹo bên trong ngọn lửa, kêu khóc cầu xin lòng thương xót. A, đau quá, tiểu nhân biết sai, tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân chỉ là người vừa mới phạm sai lầm, làm tổn thương người khác, sớm đã chịu qua hình hối cải để làm người mới. A a a, đây là sự đau đớn xuyên thẳng vào linh hồn. Tự nhiên cũng là tiếng khóc than thẳng vào linh hồn. Tống Du trong lòng trầm mặc, lấy gậy che chĩa xuống đất. Bành, ông, một luồng ánh sáng nhất thời đẩy ra. Ngọn lửa nhất thời như bị gió thổi, bị áp đảo trên mặt đất. Thu, đạo nhân chỉ phất phất tay. Toàn bộ ngọn lửa bên trong hỏa ngục nhất thời dâng lên, lại không phải dâng cao, mà chính là cách mặt đất bay đi, tất cả đều chuyển đến phía đạo nhân bên này. Hội tụ thành bờ sông, lại từ từ thu nhỏ, lúc đến trước mặt đạo nhân, đã hội tụ thành một viên hỏa châu kích thước bằng trứng bồ câu, lơ lửng ở trên người đạo nhân. Toàn bộ ánh sáng của hỏa ngục rất nhanh trở tối. Tuy nhiên lại không gọi được là bóng tối, bởi vì trên toàn bộ vách tường của hỏa ngục đều được khắc đầy lít nha lít nhít phù văn màu vàng đỏ, tản ra ánh sáng, đủ để chiếu sáng cả hỏa ngục. A a a, những con quỷ trên đất vẫn còn đang kêu rên. Ngọn lửa dù đã biến mất, nhưng sự bỏng rát cùng với tổn thương do ngọn lửa mang tới không có nhanh như vậy tiêu tan, lẽ ra bọn họ vẫn phải lăn lộn trên mặt đất và đáng ra bọn họ vẫn phải khóc. Chỉ là âm thanh này cũng dần dần yếu đi. Từng tên âm quỷ ngẩng đầu nhìn lên, vốn cho rằng là trừng phạt đã kết thúc hoặc là quốc sư khai ân, nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo nhân đang đứng ở lối đi phía trên đỉnh đầu. Chân nhân, Tống tiên nhân. Các bạn vừa nghe xong tập 79 của bộ truyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.